Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa mới công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn dược và phương tiện quân sự. Thông báo viện trợ quân sự mới nhất nêu trên được Lầu Năm Góc đưa ra khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công, trong đó một số phương tiện do Mỹ cung cấp đã bị phá hủy trên chiến trường. Đây là gói viện trợ thứ 40 của Washington dành cho Kiev bằng cách sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống PDA, cho phép chính phủ Mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Là một phần của gói viện trợ mới nhất, Ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia, đạn dược cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm, hệ thống phòng không Stinger và vũ khí chống tăng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã cung cấp khoảng 40 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo an ninh cho Kiev kể từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái, thời điểm bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine.